Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô mỏ làm sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Mình sẽ đi chọn màu để tô cho bức tranh của mình các bạn ạ. Các bạn hãy theo dõi quá trình mình đi tô mỏ nhé. Mình cảm ơn các bạn. Hạt lược quá, đường lược cái nhỉ. Để anh một mình nhé em, cứ đi đi. Mẹ là thôi, giải lão đi thôi. Nhiều quá giờ đang quen xem rồi. Mẹ mai giải lao 10 phút thôi nhá. Mẹ hôm nay giải lao 30 phút rồi đấy con lợn nạ. Giải lao ít thì lại bảo giải lao ít, giải lao nhiều thôi làm đã có hứng làm. Bình thường thôi.
Bố mẹ thích thì bố. Đấy là điểm đấy. Đấy là điểm đấy con lợn ạ. Mình xin phép các bạn cho mình đi bọn bún nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bức tranh của mình các bạn. Các bạn thấy đẹp thì hãy cho mình xin lượt like lên cái kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, tạm biệt các bạn.